lớp 5, lớp 6. Về nhà có coi lại cái YouTube để làm không? Vậy biết hết trơn luôn rồi, có gì đâu nữa chấm trời. Lớp 6, bài 4, xét học bổng thì chỗ này thầy sẽ không dạy nha. Bởi vì câu này thầy cho thêm. Chỗ này, điểm nhập thỏa điều kiện từ 0 đến 10, thầy cũng không dạy luôn. Bởi vì thầy cho thêm để thầy lấy điểm mà. Nhưng nếu mà thầy giải hết có gì đâu làm. Rồi ok, mình đi lần bài đầu tiên. Như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra cho thầy một cái package mới. Lab 6. Tạo cái file bài 1. Rồi. Trong bài 1 này người ta yêu cầu gì? Nhập vào họ tên từ bàn phím, xuất họ tên. Xuất họ tên đệm ra màn hình. Đó, tên, họ, tên đệm ra màn hình. Trong đó tên và họ thì viết hoa. À, mình tách chuỗi ha. Như vậy chỗ này mình sẽ làm chạy trực tiếp ở đây, cho nên mình thêm cái hàm main vô. Và mình khai báo một cái chuỗi string S, họ và tên. Họ tên chấm phẩy. Mình làm đơn giản thôi, không cần hàm ha. Nhập vào họ tên. À, trước tiên scan. Bằng new scan. Stump.in. Rồi gì nữa nào? S, họ tên. Nó sẽ bằng scan.net line. Nhập vào họ tên, xuất tên, họ và tên đệm. Chú ý, lấy được họ là lấy từ ký tự đầu cho đến ký tự trắng đầu tiên. Như vậy thì các bạn phải dùng một cái hàm để tìm xem là ký tự trắng đầu tiên là nằm ở đâu. À, ký tự trắng đầu tiên là nằm ở đâu. Vậy thì dùng cái hàm gì để đi tìm đây? Dùng cái hàm gì để đi tìm? Trong này chúng ta có một vài cái hàm mà người ta đã chỉ ở đây. Vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con. Vị trí xuất hiện đầu tiên của chuỗi con. Vậy cái chuỗi mà mình đi tìm là cái gì? Khoảng trắng. Để mình biết được là cái họ của mình nằm ở đâu. Và sau đó thì mình sẽ tách chuỗi ra. Tách chuỗi ra. Lấy chuỗi con bằng cái hàm là substring. Lấy chuỗi con. Như vậy mình dùng hai cái hàm, hai cái phương thức ha. Hai cái phương thức để mình lấy chuỗi. Thứ nhất, mình sẽ khai báo một cái chuỗi là họ đi. Phải S tên. Phải trong đề người ta nói là gì? Tên đệm. Thì chỗ này mình cũng để là tên đệm. Rồi, như vậy mình có ba cái chuỗi con. Chuỗi con thứ nhất
Mình sẽ có là S, họ, làm chung luôn nha, cho nó nhanh. Bằng cái gì? Bằng cái S, họ và tên. Chấm. Mình lấy chữ con ra. Substring. Bắt đầu từ đâu? Nếu như họ thì mình bắt từ đâu? Bắt từ đâu? Là không. Rồi tìm đến đâu? Cắt đến đâu? Cắt đến khoảng trắng đầu tiên xuất hiện trong chuỗi. Ha, khoảng trắng đầu tiên. Như vậy thì S, họ và tên. Chấm. Index of. Of cái gì? Of cái gì? Of khoảng trắng. Xem thử là nó cắt được cho mình cái gì nhé. Rồi, mình xuất cái họ này ra trước đi. Họ hai chấm cách ra cộng với S họ. Thử thử nó ra cái gì đúng hay không rồi nè. Trần Quen Bình. Rồi xuất ra họ Trần. Như vậy đúng ý mình chưa? Ha, đúng ý mình rồi. Đó. Như vậy cái đoạn lệnh này có hiểu được không? Có ai không hiểu không? Cho nó to to lên tí. Zoom lên. Có ai không hiểu cái đoạn lệnh này không? Họ được cắt từ họ và tên. Cắt từ đâu? Cắt từ ký tự đầu tiên. Cắt đến đâu? Cắt đến khoảng trắng đầu tiên xuất hiện trong ký họ và tên. Và trong đề người ta lại yêu cầu thêm gì nữa? Người ta yêu cầu thêm gì nữa? Họ, tên đệm. Trong đó tên và họ in hoa. Tên và họ thì in hoa. Như vậy để in hoa được thì trong này chúng ta sẽ có cái gì? Upper. Đổi thành in hoa. Như vậy chỗ này chúng ta có thể dùng in hoa chỗ này. To upper ngay chỗ này luôn. Đó. Tức là bản thân cái họ nó vẫn là bình thường, nhưng khi in thì nó in hoa. Còn không thì các bạn chuyển trực tiếp ở đây. Chuyển trực tiếp ở đây. Substring. Chấm. To uppercase. Đó. Nghe nó hơi phức tạp đúng không? Cái hàm substring nó sẽ trả về cho mình một cái chuỗi ở dạng string và mình chấm upper thì tự động nó viết hoa ngay lập tức ở trên cái dòng lệnh đó luôn. Mình viết thường đi. Enter. Được không? Như vậy thì chúng ta ghép chuỗi, ghép hàm chung lại với nhau. Bây giờ để ghép vậy hay là tách ra từng hàm? Hiểu nổi không? Đơn giản mà. Nhập môn lập trình học xong rồi. C là chuyện nhỏ mà Java này chẳng qua là chuyển ngôn ngữ thôi. Phải không? Luôn luôn nói câu đó đúng không? Java chẳng qua là chuyển ngôn ngữ thôi. Rồi tiếp tục mình lấy cái gì ra nữa nào? S, họ, tên đệm đúng không? Tên đệm. Tên đệm nó sẽ bằng gì? Tên trước đi. Tên dễ lấy hơn. Tương tự như vậy, mình sẽ ép họ tên. Ép họ tên. Chấm substring. Tất nhiên là substring đúng không nào? Substring. Bây giờ cắt
từ đâu? Cắt từ đâu? Ví dụ cái họ của thầy Trần Quang Bình, vậy cái tên là Bình, vậy thì mình cắt từ đâu? Cắt từ ký tự trắng cuối cùng mình tìm thấy cho đến hết chuỗi. Như vậy thì cái số 0 này mình sẽ thay thế bằng cái gì đây? Hết họ và tên chấm index of, không phải index of mà là gì? Last index of. Nhớ nha. Last index of. Index of cái gì? Khoảng trắng. Rồi. Đến đâu? Cắt đến đâu? Cắt đến hết chuỗi. Hết chuỗi. S họ và tên chấm len độ dài chuỗi chấm phẩy. Hiểu nổi không? Đó. Tên sẽ bằng họ và tên cắt chuỗi từ đâu? Từ ký tự trắng cuối cùng tìm thấy trong họ và tên. Hiểu kịp chỗ này không? Cho đến độ dài của họ và tên. Chú ý chỗ này nó chạy thử thì sao ha. Nếu có sự cố thì chúng ta xử tiếp. Còn nó đẹp thì thôi. Rồi. Chưa xuất ra biết đâu mà lần phải xuất ra chứ đúng không, chưa xuất biết đâu mà đúng sai. Tên tên hình như cũng viết hoa luôn đó. Rồi chạy. Enter. Hình như cái tên của mình nó bị sai sai cái gì phải không? Bây giờ chỗ này thì bỏ cái này đi để cho các bạn mới thấy được là nó có bị khoảng trắng hay không. Thầy cộng thêm một cái dấu cuối cùng, dấu chấm đi để cho mình xem thử nó có bị dư không á. Cộng thêm dấu chấm nha. Nhiều khi nó dư khoảng trắng thì chúng ta phải dùng thêm một cái hàm nữa. Chứ không là nó sai á. Trần. Đủ đúng không? Không dư. Đó, vô là nó vô đến đây liền, ok. Chỗ này nè, chỗ này cuối cùng thì đúng nè, nhưng mà đây dư nè. Dư một khoảng trắng. Có hai cách để xử lý chỗ này. Hai cách để xử lý. Một là chúng ta làm gì? Index of cộng một, đó là cách. Cách thứ hai, sau khi lấy xong chúng ta trim. Trim tức là cắt đầu cắt đuôi nếu có khoảng trắng. Trim cắt đầu cắt đuôi nếu có khoảng trắng. Vậy chỗ này chúng ta không cộng một nhé. Không cộng một, chúng ta trim thử coi nó ra cái gì. Hết rồi. Cắt đầu cắt đuôi rồi. Mất khoảng trắng. Bây giờ cho nó viết hoa lên. Sau khi nó trim xong, mình xuống uppercase trực tiếp ở đây luôn, cứ ghép hàm vô. Ghép phương thức vô. Tại vì sau cái hàm trim này các bạn thấy là nó trả về cho mình nè, hàm trim nè, trả về cho mình kiểu string, được chưa? Mình nhìn ở đây mình sẽ thấy nó trả về cho mình kiểu string. Mà kiểu string thì nó giống y chang cái biến họ tên, biến họ biến tên, nó y chang.
Như vậy lúc này mình chấm to okay là bình thường. Đó, cho nên là chỗ này chúng ta làm trực tiếp vậy luôn cho nó nhanh. Run file. Trần Bình, ok. Mình sẽ bỏ cái này đi. Rồi tiếp tục. Họ thì sao? Chữ lốt, tên lốt thì sao? Tên đệm thì sao? Bạn nào có thể đọc cho thầy cái dòng lệnh để mà lấy cái tên đệm này ra coi làm sao? Tên đệm thì nó cũng là gì? Lấy chuỗi con thôi. Mà lấy từ đâu? À, khoảng trắng tìm thấy thứ nhất cho đến khoảng trắng tìm thấy cuối cùng, rất đơn giản đúng không? Hết họ tên chấm substring hết họ tên này file index of khoảng trắng thứ nhất cho đến hết họ tên chấm last index of. Rồi sau đó chúng ta làm gì nữa nào? Chấm trim cho nó nhanh. Chấm phẩy. Xong. Xuất ra đây. Tên đẹp. Chỗ này mình xịt T một cái. Xịt T đây trong này cho nó đẹp. Xịt T. Tên đẹp. Chạy nào. Có một người tên là Cung Tần Tôn Nữ Nguyễn Thị Mộng Thúy Mùi. Enter. Thúy Mùi. Cung Mùi. Còn tên đệm là Tần Tôn Nữ Nguyễn Thị Mộng Thúy. Ok. Được chưa? Như vậy thì cái của mình đã làm xong bài 1. Dễ không? Quá dễ đúng không? Quan trọng là các bạn có làm bài là thầy ghi nhận là có thôi, còn điểm là tính sau. Cái này thầy giải trơn là điểm của thầy rồi, mà còn điểm gì đây nữa? Phải không? Mà không làm bài là trừ điểm.